Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tách hoa baby đơn giản đúng cách mà không phải ai cũng biết. Và ở đây mình có một bó hoa mới, thì bây giờ mình sẽ mở nó ra. Và sau khi mở xong rồi ấy, nếu như mà mình cầm cành để tách nó ra thì sẽ không được và bị gãy cành. Vậy thì mình phải làm như thế nào? Thì mình sẽ dốc ngược bó hoa bi lại. Thì vừa dốc ngược mình sẽ xoay vòng bó hoa bi để loại bỏ được các bông hoa bị hư héo, và thứ hai nữa là sẽ giúp cho những cành đó sẽ bung ra đó. Sau đó thì một tay mình cầm bó, một tay mình cầm từng cành và vừa lắc thì vừa tách từng cành ra. Thì làm như thế này sẽ giúp cho những cành hoa bi sẽ bung ra một cách dễ dàng mà chúng ta không sợ bị gãy cành, và mình sẽ tiếp tục làm với những cành khác như vậy cho đến khi hết. Hoặc là các bạn có thể tách đủ số lượng sử dụng đó, còn lại thì sẽ bảo quản tiếp. Sau khi tách bông bi theo cách ở trên thì chúng ta thấy là bông bi nhìn rất là tự nhiên, thanh thoát và đẹp. Phía trên mình đã hướng dẫn các bạn tách hoa baby đơn giản đúng cách và có thể loại bỏ đi được các bông hoa héo rụng. Chúc các bạn thành công!